Cú mèo là loài chim ăn đêm với khả năng bay lượn nhẹ nhàng. Chính khuôn mặt lạ lùng cùng tập tính sống bí ẩn, cú mèo thường đại diện cho bóng tối và sự ma quái. Dưới đây là những sự thật thú vị về loài cú mà có thể bạn chưa biết. 1. Không phải loài cú nào cũng sống về đêm. Theo như Mark Devocatis, chuyên gia thông tin đại chúng thuộc phòng nghiên cứu khoa học Cornell ở Ithaca, New York, những con cú nổi tiếng với lối sống về đêm nhưng không phải tất cả chúng đều là cú đêm. Một số loài cú là cú ngày có nghĩa là chúng săn mồi vào ban ngày. Đó là loài cú sám lớn, Strix nebulosa, như hình ảnh, và cú lùn phương Bắc, Glaucidium gloma. 2. Chim cú là đại sứ hòa bình Khác với nỗi ám ảnh của phần đông các nền văn hóa, người Hy Lạp coi cú như hóa thân của trí tuệ. Hình con cú của Athena trên tiền su Athens cổ có nguyên mẫu là Athen Noctua, một loài cú nhỏ. Ngày nay, chúng ta vẫn có thể tìm thấy loài cú này vùng địa trung hải. Người châu Âu và Mỹ không xem cú như sứ giả địa ngục xong, họ coi nó là biểu tượng của sự dối trá. 3. Cú có thể bơi Những con cú có sừng lớn có thể bơi theo kiểu trườn bằng những đôi cánh rất mạnh của chúng. Julia Ponder, giám đốc điều hành của trung tâm Raptor thuộc Đại học Minnesota nói với Life Science trước đây đối với một con cú. Nếu nó bay sau một cái gì đó trên mặt nước và sau đó vô tình bị ướt thì đôi khi nó dễ dàng bơi vào bờ hơn là bay bằng đôi cánh bị ướt đó. Một khi chú chim này tới bờ, chúng thường đưa lớp lông tơ ra ngoài để hong khô. Đó chính xác là những gì xảy ra ở hồ Michigan vào năm 2014 khi Steve Spitzer, nhà nghiên cứu về chim và nhiếp ảnh gia, nhìn thấy hai con chim ưng rượt đuổi theo một con cú có sừng lớn trên mặt nước. 4. Một số loài cú có mắt giả Các con cú lùn phương Bắc có đôi mắt màu sáng, màu vàng trên mặt, và màu đen ở phía sau đầu, trông rất đáng sợ khi nhìn vào. Những đôi mắt giả này có thể làm chậm hoặc ngăn cản những kẻ săn mồi đến từ phía sau. Những kẻ săn mồi cũng không thích tấn công nếu con mồi nhìn vào chúng. Hãy nhớ rằng những con cú phía bắc hoạt động cả ngày do đó kẻ thù sẽ luôn nhìn thấy đôi mắt giả của nó khi mà tiếp cận với con cú nhỏ này. 5. Chim cú không thể nhai Giống các loài chim, cú không có răng nên không thể nhai. Chúng thường nuốt chọn con mồi. Tuy nhiên, đôi khi chúng phải xé những con mồi quá khổ trước khi nuốt. Cuối cùng, Chúng sẽ nôn ra những phần khó tiêu hóa của con mồi như xương, lông dưới dạng viên. Đây là cơ chế tiêu hóa thức ăn khá đặc biệt của loài cú. Trên đây là những thông tin hữu ích nhất về loài cú. Hy vọng bài viết đem lại nhiều thông tin bổ ích cho bạn. Theo dõi kênh và bấm chuông để nhận ngay nhiều thông tin bổ ích khác nhé.